Bảo sao giờ mới đến? Đã giải quyết xong cả rồi. Mau vào đi nhanh lên. Chào chú ạ. Bảo Soái phải không? Bảo Soái, tôi nghe Nguyên Bảo khen cậu suốt. Cái áo cưới đó không phải chiếc áo đã vá. Không phải, khác mà. Không phải à? Mau vào đi. Xin cảm ơn đội ca múa Tịch Dương Hồng. Cảm ơn các bạn. Kính thưa các vị khách quý, bạn bè thân hữu, chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Hôm nay tôi Trương Hiểu Nhĩ, người dẫn chương trình, rất hân hạnh được gặp quý vị. Xin cảm ơn. Hôm nay là ngày 28 tháng 5, là một ngày vô cùng khó quên. Trong buổi tối đầm ấm này, chúng ta ngồi đông đủ ở đây tặng người hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng chứng kiến sự kết hợp của một cặp uyên ương, cùng chúc mừng đôi tân lang tân nương của chúng ta. Thưa quý vị, xin hãy dành một tràng pháo tay để chào đón cô dâu chú rể của chúng ta. Xin mời. Tôi nghĩ chắc chắn là mối duyên trời định đã đưa hai bạn trẻ của chúng ta đến với nhau ngọt ngào như vậy. Họ đã quen biết, tìm hiểu, yêu thương nhau. Từ nay về sau, họ sẽ bên nhau dài lâu, không hề chia cắt. Hôm nay, chú rể Nguyên Bảo của chúng ta, tuấn tú, đẹp trai, còn cô dâu Hạ Băng xinh đẹp tuyệt trần. Tình yêu trong trắng, sự kết hợp hoàn hảo. Vào giây phút khó quên này, vào giờ khắc đầy cảm xúc này và vào lúc chúng ta cùng tụ họp vui vẻ ở đây, tôi nghĩ cô dâu chú rể chắc có rất nhiều điều muốn chia sẻ. Xin chào quý vị, tôi là Hạ Băng, tôi là Nguyên Bảo. Tôi vô cùng cảm ơn bạn bè thân hữu, các vị khách quý đã đến dự hôn lễ của chúng tôi. Chúc phúc cho chúng tôi. Tiếp thêm sức mạnh cho cuộc sống sau này của chúng tôi. Xin cho tôi thêm một chút thời gian. Tôi tin rằng rất nhiều người đã cảm động vì hạnh phúc của chúng tôi, đã xót xa cho những khó khăn của chúng tôi. Chúng tôi cũng không biết nói gì, làm gì để có thể báo đáp. Chỉ chuẩn bị một chút rượu nhạt để cảm tạ mọi người. Bây giờ tôi xin tuyên bố, cô Hạ Băng, cô gái xinh đẹp, tốt bụng bên cạnh tôi đây là vợ của tôi. Đã là vợ của cậu rồi. Cảm ơn mọi người. Thưa các vị khách quý, thưa bạn bè thân hữu, chúng ta hãy chân thành chúc cho đôi bạn trẻ mãi mãi hạnh phúc. Hôn đi. Hôn đi. Anh xem, chuyện này thực ra rất đơn giản, các anh có thể thông cảm được không? Anh Nguyên Bảo, anh bị nghi ngờ tội trộm cắp, anh biết không? Vâng vâng, nhưng hôm nay là ngày vui của chúng tôi, mời các anh vào uống chén rượu được không? Bảo, có chuyện gì vậy? Tại sao cảnh sát lại tới đây? Không có gì, không có chuyện gì đâu ạ. Chúng con sẽ vào ngay, mọi người cứ vào trước đi ạ. Tôi đã cảm thấy có chuyện rồi mà, chị xem loạn lên thật rồi. Cô Lý, cô làm gì thế? Việc ở đây có liên quan gì đến cô? Các anh cảnh sát, tôi muốn biết rốt cuộc nó đã trộm cái gì. Mẹ, là trộm chiếc váy cưới này. Đầu đuôi sự việc là thế này.
Vừa rồi bọn con xuống xe, vừa đến khách sạn thì váy cưới bị rách. Váy rách thì làm sao làm lễ cưới được, nên bọn con vội vã đi mua một chiếc. Nhưng tất cả các cửa hàng áo cưới đều đã đóng cửa. Bọn con biết làm như thế nào? Đúng lúc đó, bọn con nhìn thấy cái này, chẳng còn cách nào. Con liền đập vỡ tủ kính để lấy. Nhưng con đã để lại một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại rõ ràng. Con có định chạy đâu, vậy con mới mong các anh cảnh sát thông cảm cho. Đợi tôi kết hôn xong tôi sẽ đi cùng các anh. Đúng đúng đấy, chúng tôi chỉ đang làm nhiệm vụ. Bây giờ anh phải đi theo chúng tôi. Mong các anh giúp cho, đây là việc đại sự cả đời. Cả đời chỉ cưới có một lần, mong các anh thông cảm. Chúng tôi đã thông cảm lắm rồi. Chúng tôi làm việc theo đúng nguyên tắc. Anh ta đã ăn trộm. Tôi biết anh làm việc đúng nguyên tắc, nhưng anh không được kết luận vội vàng là ăn trộm. Bác đừng tranh cãi với tôi không cãi với anh. Được rồi, hai mẹ được rồi. Xin lỗi, là chúng tôi sai rồi. Xin anh đợi cho một chút, tôi sẽ không chạy đâu. Con làm gì vậy Nguyên Bảo? Con làm gì vậy? Nó đi đâu thế? Con không biết. Các anh thông cảm được không? Chúng nó đang làm lễ cưới mà. Xin lỗi quý vị. Chúng tôi đi xử lý chút việc, sẽ quay lại ngay. Chúc mọi người ngon miệng. Xin cảm ơn mọi người. Bảo, con làm gì thế? Sao vậy? Tôi đi với các anh. Tôi là vợ anh ấy, tôi sẽ đi cùng anh ấy. Không, nếu đi thì tất cả cùng đi, giải quyết chuyện này cho rõ ràng. Phải phải, bố mẹ cũng cùng đi, chúng ta cùng đi nhé. Ừ, cùng đi nào. Mọi người tự thương lượng dàn xếp trước, nếu không thể thỏa thuận được thì gọi chúng tôi. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn. Tôi rất cảm động vì tình yêu của anh. Tôi cũng có thể không tố cáo anh trộm cắp. Nhưng anh biết chiếc váy cưới ấy bao nhiêu tiền không? Tôi có thể không tính tiền tủ kính mà anh đã đập vỡ. Tôi sai rồi. Anh trai, rất xin lỗi anh. Tôi đã sai. Hôm nay là ngày đại hỷ của tôi. Anh xem, tôi kết hôn cũng khó khăn lắm mới kết hôn được. Vậy chúng ta cứ trao đổi thẳng thắn. Chắc chắn là tôi phải xin lỗi anh. Váy cưới, tủ kính, anh tính xem bao nhiêu tiền. Chúng tôi xin đền. Chỉ cần khoản tiền đó nằm trong khả năng của tôi, anh giúp tôi giơ cao đánh khẽ. Được không? Được. Không nhiều đâu. 100.000 tệ. Cái gì? Cái váy cưới này 100.000 ư? Nguyên Bảo, làm gì vậy? Anh có ý gì hả? Nguyên Bảo, cố tình gây sự phải không? Nói chuyện tử tế chứ. Anh có biết tôi là ai không? Đã làm trong ngành này, chắc chắn anh phải biết tôi chứ. Tôi xin tự giới thiệu nhé. Tôi là tổng biên tập tạp chí Người Đẹp, Lý Mộc Tử. Thực ra loại váy cưới này tôi thấy nhiều rồi. Đến Vivian Westwood cũng là khách hàng của chúng tôi. Hôm nay coi như chúng ta quen nhau. Thế này nhé, tôi cho anh một cơ hội. Hôm nào tôi sẽ cử phóng viên đến cửa hàng anh chụp ảnh quảng cáo, sau đó đăng trên tạp chí của chúng tôi. Tôi sẽ cho anh 8 trang. Thế nào? Đến lúc đó độ nổi tiếng của các anh thì mấy chục ngàn tệ cũng không thể đổi được. Tôi nói cho anh biết, con gái tôi bình thường không dễ dàng tiết lộ thân phận đâu. Thật đấy, nếu không thì đông người hâm mộ lắm. Bà chị à, rất tiếc là tôi không dính bẫy chiêu này. Anh nói ai là bà chị? Anh đừng được nể mặt mà không biết điều. Loại váy này ở Tô Châu có giá 500 tệ. Đúng thế. Cộng thêm phí sửa chữa tủ kính cho anh 20.000 tệ. Thích nhận thì nhận. Sao lại cho hắn 20.000? Một tấm kính vỡ bao nhiêu tiền? Hơn 1.000 đúng không? Tôi sẽ tìm người đến lắp cho anh. Váy cưới coi như tôi mượn, sẽ cởi trả anh. Chúng ta tính tiền theo giờ. Nói đi, bao nhiêu tiền một tiếng? Này này, anh định làm gì? Cảnh sát, tôi nói anh nghe. Ông chủ, tôi sẽ đền kính cho anh. Đừng gọi cảnh sát, xin đừng gọi. Hôm nay là ngày vui của con trai tôi. Chúng ta từ từ thương lượng nhé. Hay thế này, tôi đền anh 50.000. Váy cưới cũng trả lại anh. Anh thấy thế được không? Sao phải trả anh ta 50.000? Anh tố cáo chúng tôi tội trộm cắp hả? Vậy tôi tố cáo anh tội tống tiền. Đồng chí cảnh sát, tôi trả anh 100.000 vậy. Mẹ Nguyên Bảo, bà điên à? Nhất định đừng báo cảnh sát. Anh nói với họ là chúng ta tự thỏa thuận rồi được không? Tôi có thể đồng ý với bà, nhưng sau này lỡ bà không trả tiền thì sao? Thế này nhá, hôm nay tôi cứ báo cảnh sát. Mai các người trả tiền cho tôi sẽ rút đơn. Tuyệt đối không được.
Bây giờ anh báo cảnh sát, đêm nay con trai tôi sẽ phải ở đây. Nguyên bảo, Hạ Băng, mẹ đưa cho các con một cái thẻ, trong đó có tiền. Mau chuyển tiền trả người ta, giải quyết cho xong đi. Không, mẹ à, thẻ đó... Bà thông ra, tôi nói cho bà nghe, bà không thấy rõ ràng hắn đang giở trò sao? Hắn nói bao nhiêu thì trả hắn bấy nhiêu hay sao? Bà thông ra, người quan trọng hay tiền quan trọng? Tất nhiên là người quan trọng, nhưng hắn đang bắt chẹt chúng ta, bà biết không? Vậy bà muốn con trai tôi ở đồn cảnh sát cả đêm hay sao? Tất nhiên là tôi không muốn, nhưng vấn đề là bà. Dừng lại. Hôm nay là ngày cưới của con nên con sẽ quyết định. Con không cần biết ngày mai thế nào, nhưng sẽ không ai phải ở lại đây đêm nay. Đưa số tài khoản đây, nhanh lên. Làm gì vậy? Đưa điện thoại đây cho em. Không, đừng vội chuyển tiền. Nguyên bảo, mọi người về trước đi, tôi ở lại đây. Bố làm gì vậy? Tôi ở lại đây được không? Một người đổi một người. Không phải thế đâu bố. Chú à, đây là đồn cảnh sát. Không phải chú muốn ở lại là được ở lại đâu. Không, thế để họ về, tôi sẽ ở lại. Anh là loại người gì chứ? Nể mặt mà không biết điều. Mọi người cứ về đi, anh dọa ai hả? Thế là trả hắn 100.000 thật ư? Việc của chúng ta đã giải quyết xong rồi, vậy tôi cũng không cần báo cảnh sát nữa. Cảm ơn anh. Tạm biệt. Không báo cảnh sát nữa. Tạm biệt nhé. Hạ Băng, Nguyên Bảo mau về thôi, nhanh lên. Việc tiếp theo con giao cho mẹ nhé. Yên tâm. Công ty đòi nợ thuê cũng không giỏi bằng mẹ con. Mẹ, con thích tính cách của Hạ Băng. Xin lỗi đã làm phiền. Xin hỏi Hạ tiểu thư, cô có cần phục vụ soạn giường ngủ không? Cục cưng của chị, chúng ta đến nhà mới rồi. Em có thích nhà mới không? Rộng hơn nhà cũ của chúng ta nhiều, đúng không? Từ nay em sẽ sống ở đây với chị. Nó cũng phải nghỉ ngơi ở đây à? Sao vậy? Em đã ngủ với nó 4-5 năm rồi. Ừ, nhưng từ giờ em phải quen với việc em sẽ nằm ngủ cạnh anh cả đời. Không có nó, em sẽ không quen đâu. Nó có lẽ cũng thấy vui ấy chứ. Nó không có em, nó sẽ cô đơn. Nó có bộ não bằng bông, làm sao cô đơn được chứ? Anh coi thường nó tức là coi thường em. Không, nếu ba chúng ta... Em có muốn ngủ cùng chị không? Nó bảo có đấy, như thế loạn lắm. Loạn ư? Không loạn. Em đừng gây chuyện nữa, có nó thì mất hứng lắm. Được. Đồng ý. Mày sắp nhìn thấy cái cảnh khiến trái tim mày tan nát. Lại không phù hợp với trẻ em. Xin hỏi Hạ tiểu thư quen nằm bên trái hay bên phải? Nam trái nữ phải. Em nằm bên trái. Vậy anh... Nằm xuống. Được. Chúng ta cứ thế này ngủ à? Không ngủ thì anh muốn làm gì? Đây là đêm đầu tiên chúng ta kết hôn. Rồi sao? Một khắc xuân đáng giá ngàn vàng. Anh muốn nói gì? Anh muốn nói chúng ta được hợp pháp rồi. Bảo ơi! Mẹ vào được không? Mẹ đã hâm nóng 2 cốc sữa. Hôm nay mọi người đều mệt cả ngày trời, uống rồi đi ngủ sớm đi nhé. Vâng, mẹ. Cảm ơn mẹ. Hạ Băng, sữa giúp ngủ ngon đấy. Con mệt rồi, ngủ sớm đi. Mau uống rồi đi ngủ. Chúc mẹ ngủ ngon. Mẹ ngủ ngon nhé. Nguyên bảo. Theo anh, mẹ anh có giận không? Giận chuyện gì? Chuyện 100.000 đấy.
Biết làm sao được, tại anh đã làm sai. Nhưng tiền có khi chẳng mua được niềm vui. Nếu anh không làm sai, anh có cưới được em không? Hơn nữa, nếu không có 100 ngàn đó, con trai mẹ phải ở đồn cảnh sát cả đêm, mẹ có vui không? Có những lúc và có những việc chúng ta không được phân tâm. Dừng lại, Nguyên bảo. Em chợt nhớ ra bác sĩ từng dặn em trong 3 tháng đầu mang thai không được vận động mạnh. Em chả có kiến thức gì cả. Trong sách nói cần phải vận động. Sách nào nói vậy? Tự xem đi. Trang 147. Còn đánh dấu nữa à? Em xem cái này nữa. Anh có biết xấu hổ không? Cả cuốn sách chỉ đánh dấu một dòng đó. Những chỗ khác chẳng ích gì. Xem cái này nữa. Cái này viết gì đây? Mục hỗ trợ bà mẹ. Họ biết khi đó, em bé trong bụng mẹ sẽ cảm nhận được tình yêu của bố và mẹ. Nguyên bảo, còn 2 tuần nữa là được 3 tháng rồi. Anh chịu khó một chút đi. Nghe lời em, chịu khó đi. Hạ Băng, mẹ vào một chút được không? Mẹ thấy hợp lý hay mẹ vào đi ạ? Mấy hôm trước mẹ mua cho con một lọ vitamin, nói là tốt cho thai phụ, nên mẹ đưa cho con uống. Vitamin này bố con cũng từng mua cho con uống tiếp luôn. Thế à, con cảm ơn mẹ, đừng quên uống nhé. Thôi, muộn rồi, mau ngủ đi. Vâng. Bảo à, mau ngủ đi, mẹ cũng ngủ sớm đi ạ. Mẹ anh đã ra vào 2 lần rồi đấy, liên quan gì đến mẹ đâu. Anh làm gì vậy? Em bảo không được, hôm nay không được. Lỡ xảy ra chuyện gì, biết ăn nói thế nào với mẹ anh. Lưng của em không được, không được mà. Một khắc giá ngàn vàng. Nguyên bảo, có chuyện gì thế? Đâu cả rồi, mẹ. Bảo à, giường có sao không ngủ mà lại ngủ dưới đất thế? Cô ấy thấy ngủ dưới sàn dễ chịu hơn. Bọn trẻ các con tuy còn trẻ, nhưng Hạ Băng đang mang thai mà. Hạ Băng, nền đất lạnh lắm. Hay thế này, đêm nay Hạ Băng ngủ với mẹ được không? Con xin lỗi mẹ. Từ lúc 5 tuổi con đã không ngủ cùng mẹ con rồi. Con sợ không quen. Đúng rồi đấy mẹ. Bảo à, nếu không con ra sofa ngủ đi. Mẹ làm gì vậy? Mẹ nói thật với con nhé. Hôm nay là ngày đại hỷ của con. Nhưng hôm nay cả nhà đã phải vào đồn cảnh sát. Lại bị chủ hàng váy cưới bắt chẹt mất 100 ngàn. Mẹ cứ cảm thấy hôm nay rất xui xẻo. Mẹ sợ lại xảy ra chuyện khác. Con xem, Hạ Băng đang mang thai. Lỡ đứa bé làm sao thì mẹ biết sống thế nào đây. Thế nên mẹ nghĩ, dù đêm nay là đêm tân hôn, các con cũng đừng làm chuyện ấy được không? Đừng để xảy ra chuyện gì nữa. Mẹ không có ý đó. Bảo à, con hiểu ý mẹ mà đúng không? Mau ngủ đi. Mẹ đi ra đây. Mau ngủ yên đi nhé. Các con ngủ đi. Đêm nay đừng làm gì, nghe rõ chưa? Mẹ anh nói rồi đấy. Em bé lỡ có làm sao, biết ăn nói thế nào với mẹ. Sao thế? Bị đập vào thắt lưng. Chân bị mắc rồi. Sao thế?
ngủ thôi. Ngủ. Anh không vui à? Anh có gì mà không vui chứ? Mọi người nói đều có lý mà. Anh cho cả thế giới biết, đêm đầu tiên anh đây đức độ thanh cao như thế nào. Anh sẽ giữ cho em. Đây là thời kỳ đặc biệt mà. Phải, anh biết. Mau ngủ đi. Sách chỉ lừa người ta thôi. Ngủ đi. Ngủ ngon nhé. Anh không ngủ. Anh ngồi cả đêm. Ngồi hóa đá luôn. Ngủ đi, ngủ đi. Anh không ngủ, anh không ngủ. Thật vô vị. Cuộc đời nếu thế này thì thật vô vị. Tự anh nói đấy nhá. Không ngủ thì thôi. Không vấn đề gì. Thế thì trước khi em ngủ, anh không được ngủ. Trước khi em thức, anh phải thức dậy rồi làm đồ ăn sáng cho em, chuẩn bị kem đánh răng, đắp mặt nạ cho em, được không? Ngủ đi. Anh biết rồi, ngủ đi. Em ngủ thật nhá, ngủ đi. Chúc ngủ ngon. Thật vô vị. Bảo à, 6:30 rồi, dậy đi thôi. Anh ngồi ngủ thế này cả đêm à? Tội nghiệp, để em xoa bóp cho. Phiền em lần sau nếu ngủ rồi thì báo cho anh một tiếng. Xin lỗi anh. Đau thế à? Không sao, không sao. Anh nằm xuống đi. Cho anh chăn. Bảo à, 6:35 rồi, dậy ăn sáng đi, không nguội mất. Bọn con dậy rồi. Mẹ anh đi đồng hồ báo thức nhỉ, 5 phút reo một lần. Nguyên Bảo. Nguyên Bảo, có chuyện rồi. Có màu đỏ. Màu đỏ gì? Chảy máu rồi. Em bị xước sát chỗ nào? Anh không hiểu thật hay giả đấy. Hay là do tối qua bị ngã? Nhưng chỉ một ít thôi, chắc không sao nhỉ? Nằm xuống. Nằm xuống đi. Sao em lại bất cẩn thế? Làm sao em biết được? Trời ạ. Da máu. Không sao. Phụ khoa Hoa Tây nói ra một ít máu là hiện tượng bình thường, vài hôm sẽ hết. Khoan đã. Có người lại bảo là không bình thường. Bị như thế 3 hôm là sẩy thai. Chắc không đâu. Mình đến bệnh viện nhé. Em xem, người này bảo đến bệnh viện cũng vô ích. Đã sẩy thì không làm gì được. Phải làm sao bây giờ? Anh cũng không biết. Tình trạng mỗi người khác nhau. Cứ mở máy tính khám bệnh thế thì cần đến bệnh viện làm gì? Vớ vẩn, anh phải lên mạng tra cho yên tâm cái đã chứ. Thế anh yên tâm chưa? Chưa yên tâm. Nhưng anh tìm được bệnh viện phụ sản gần nhà mình nhất. Đi thôi.
Các con lại làm sao thế? Bọn con không ăn sáng đâu. Bọn con có chút việc quan trọng ạ. Việc gì mà không ăn sáng? Mẹ đừng hỏi nữa. Cô Lý, cháu đi nhờ một chút. Nhanh nhanh, không kịp rồi. Mẹ Nguyên bảo, Hạ Băng bị ốm à? Không, thế sao phải bế? Không thích tự đi chứ sao? Tối qua đã vậy rồi. Đậu phụ ngâm nước muối của chị đây. Cảm ơn cô. Hôm nay là ngày đầu tiên nó lấy chồng về nhà này, nên tôi đã dậy từ 5 giờ chuẩn bị bữa sáng. Cái gì cũng mua một ít, vì chẳng biết nó thích ăn cái gì. Cô xem. Mẹ Nguyên bảo, chị cẩn thận quá rồi. Chị nghĩ gì thế? Chuẩn bị bao nhiêu thứ thế này, rồi người ta có coi ra gì đâu. Nếu ngày nào cũng bế ra bế vào như thế, Nguyên bảo sẽ thành người như thế nào? Chị phải ngăn chặn ngay từ đầu mới phải. Ngăn chặn thế nào được? Chỉ mong sau này, nó là mẹ rồi, sẽ hiểu chuyện hơn. Cô chưa ăn sáng phải không? Vậy thôi, chúng nó không ăn thì mình ăn. Mau, ngồi xuống đi. Vâng, cô tự lấy nhé. Vâng. Đây. Thế nào ạ, bác sĩ? Dấu hiệu dọa sảy thai. Chỉ có vậy cũng sảy thai ư? Không nghiêm trọng đâu, đặt cô ấy xuống đi. Vấn đề không lớn, nhiều thai phụ gặp hiện tượng này, chỉ cần nằm nghỉ ngơi là ổn. Sao lại không nghiêm trọng ạ? Đã ra máu rồi, sao lại không sao? Có cần uống thuốc không ạ? Đừng lo quá, đây không phải là bệnh. Chỉ liên quan đến gen di truyền và thể chất của cô thôi. Thế nên về cơ bản không cần uống thuốc, chỉ cần nghỉ ngơi, tinh thần ổn định, ăn uống nhiều rau xanh là được. Thật là không có trách nhiệm gì cả. Chị nói là có nguy cơ sảy thai nhưng lại không kê thuốc. Lỡ tôi sảy thai thật thì ai chịu trách nhiệm? Thôi thôi, bác sĩ đã nói rồi, để tôi kê thuốc cho cô. Bác sĩ đã bảo tinh thần phải ổn định. Con về rồi. Sáng ngày ra đã bế đi bế lại. Không biết là có chuyện gì nữa. Hạ Băng, sao con lại cầm thuốc vậy? Đứa bé không sao chứ? Bác sĩ bảo có dấu hiệu dọa sảy thai. Sao lại thành ra thế được? Hôm qua vẫn đang yên ổn mà. Mau, mau nằm xuống giường đi. Nhấc chăn lên cho con, chăn. Có phải vì chuyện lễ cưới hôm qua mà bị động thai không? Từ từ thôi. Cô Lý cũng chán thật, toàn châm chọc thôi. Hạ Băng, lỡ cô ấy có nói gì không vừa tai, con đừng coi là thật nhé. Không được để em bé gặp chuyện gì. Con nằm nhé, mẹ đi hầm ít canh hạt sen để dưỡng thai. Con không sao đâu. Nguyên bảo, rót cho em cốc nước để em uống thuốc. Đừng uống. Sao lại đừng uống? Anh xem mẹ anh vừa rồi lo lắng đến mức nào. Nếu em bé mất thật, anh nghĩ xem phải ăn nói với mẹ ra làm sao. Mẹ có lo hay không, anh cũng cần đứa con khỏe mạnh. Ai bảo uống thuốc là không khỏe mạnh? Thuốc gì cũng có 3 phần độc. Thuốc này vốn có thể uống hoặc không mà. Mà mình cũng không thể dùng sức mạnh con người can thiệp vào lựa chọn của tự nhiên, đúng không? Em biết tự nhiên là gì rồi. Con người cũng là một phần của tự nhiên. Tự nhiên có sự chọn lọc riêng. Chúng ta không thể phá hỏng quy luật ấy. Nếu đứa bé này muốn đến với chúng ta, không cần uống thuốc, nó cũng sẽ đến. Nếu con không muốn đến, em có cho nó uống thuốc, nó vẫn không đến. Chúng ta cứ thử xem. Anh đang làm thí nghiệm hay sinh con vậy? Đó là lời nói của người làm bố à? Em nhìn người nước ngoài ấy, có bầu người ta còn đánh tennis cơ. Con anh làm sao kém người nước ngoài được? Thế nên anh tin con trai anh sẽ thắng. Lỡ thua thì sao? Sao lại thua? Nhưng nếu thua, anh cũng đâu làm gì được đúng không?
Thế thì hai vợ chồng mình đành cắn răng mà chơi thêm 3 năm nữa. Biết làm sao được. Anh nghĩ thế à? Ừ. À không, anh không nghĩ thế. Anh không nghĩ thế đâu. Anh nghĩ cho em thôi. Em nghĩ xem. Ai ban đầu nói là em không muốn có con? Em không muốn mang thai. Em càng không muốn làm mẹ. Ai nói hả? Anh chỉ an ủi em, anh nghĩ cho em. Đúng không? Anh như thế là nghĩ cho em ư? Sao lại không? Em thấy anh nghĩ cho anh thì đúng hơn. Anh nghĩ cho anh ư? Nếu là 2 ngày trước, anh có nói thế với em không? Anh có khi quỳ trước mặt em, lạy lục em uống thuốc đi, nhất định phải giữ bằng được đứa bé. Ít nhất là giữ cho đến lúc kết hôn xong, đúng không? Em nghĩ anh thực dụng thế à? Em xem. Dù có đứa bé này hay không, anh cũng phải cưới em. Tại sao? Vì anh yêu em. 2 hôm trước anh còn dốc lòng dốc ruột ra nói yêu thương đứa bé thế nào, muốn làm cha ra sao. Nhưng giờ xem ra đều là giả dối. Em đừng nóng. Anh thực sự muốn cưới em, nhưng anh cũng muốn đứa con này, đúng không? Em nghĩ lại xem, ai lúc đầu biết chuyện mang thai? Đừng nhiều lời nữa. Chỉ cần cho em biết, anh nghĩ thế nào. Nếu đứa bé này sinh ra khỏe mạnh, em vui mừng, anh cũng vui mừng. Nếu đứa bé sinh ra mà em không vui, thì anh thà không có nó còn hơn. Mấy hôm trước ăn vạ ở nhà em nằm xuống đi. Sao anh không dám nói những lời này? Kìa, em nằm xuống đi. Anh thực sự không muốn đứa bé này thì chúng ta kết hôn làm gì? Em đừng có hét. Có con hay không, anh cũng phải cưới em vì anh yêu em. Mẹ nghe thấy bây giờ đấy. Ôi, anh xin. Mình không cãi nhau nữa. Uống thuốc, uống thuốc. Em không uống. Thôi thôi, anh sai rồi, là lỗi của anh. Uống thuốc nhá, uống thuốc. Uống thuốc. Em làm gì vậy? Em nhẹ thôi, Hạ Băng. Thích uống thì uống. Bà tầng dưới có cần ăn thai đâu. Hạ Băng. Hạ Băng. Làm gì đấy, thần kinh à? Đừng có bày trò, anh bị điên à, Hạ Băng? Vừa có chuyện gì thế? Không có gì, con nói sai, con làm cô ấy tức giận. Con không tốt. Không sao, không sao. Con đang mang thai, làm việc gì cũng phải nghĩ cho đứa bé. Con xem, lạnh thế, sao lại ngồi xuống nền đất thế kia? Sao con lại không nghĩ cho đứa bé chứ? Con vội vã tủi nhục kết hôn. Động một tí là lao đến bệnh viện. Con không nghĩ đến đứa bé hay sao? Người không nghĩ đến đứa bé là con trai mẹ. Vâng, là con trai mẹ, là con. Vừa rồi đúng là con không tốt. Con nói những lời hơi tàn nhẫn. Con nói con không cần đứa bé này nữa. Vâng, là con nói thế vì con không muốn từ bỏ cuộc sống tự do trước đây. Vì con không muốn gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy. Anh sai rồi. Vừa nói ra xong, anh đã biết anh sai rồi. Anh yêu đứa bé, anh muốn có đứa bé này. Từ nay về sau,
cần hầu hạ, cần làm gì, anh sẽ dành tất cả, anh sẽ hy sinh tuổi trẻ, cuộc đời của anh cho hai mẹ con em. Thôi đừng nói nữa. Bảo à, càng nói càng chẳng ra làm sao. Hạ Băng, đừng tức giận nữa. Lúc con mang thai, đối xử tốt với con là việc nên làm. Mau về đi. Đừng giận nữa, anh hứa. Anh hứa đấy, nói thì ai chẳng nói được. Em xem hành động của anh này. Bảo, về thôi, đi thôi. Phiền đại ca. Được rồi. Cháu Yến Mạch, vì sức khỏe con chúng mình, phiền em ăn đi. Vitamin, vì sức khỏe con chúng mình, em uống nhé. Em muốn xem tivi. Được. Sao lại đứng thế? Anh phải tự chịu phạt. Anh nói sai, làm người ta tức giận. Người ta chưa hết giận, sao anh dám ngồi chứ? Vậy anh đứng đi. Được. Phim vụ nổ lớn. Bảo à, mẹ sắc cho Hạ Băng đây. Thuốc an thai, mau uống đi. Vì sức khỏe của con, em uống đi nhé. Bảo à, hay con cũng nghỉ một chút đi. Không cần đâu ạ, ra uống bát canh, không sao. Con đứng đây vặn vẹo để giảm béo. Giảm béo cái gì? Mệt bã ra rồi, con không mệt. Mẹ gọi sao anh không ra? Không dám ra. Ra đi. Cho lui. Vâng. Chào. Này, Hạ Băng. Kiểu tóc mới của em được không? Lý Mặc Sầu muốn em cố gắng trở thành gương mặt đại diện thế hệ mới của tạp chí Người Đẹp. Chị bây giờ đã trở thành tấm gương tiêu cực rồi. Ý gì hả? Định cướp bát cơm của chị hả? Nói vào vấn đề chính đi. Mở sới nhá. Cược xem Lý Mặc Sầu có vượt qua khó khăn vì phải chống nạn để về nhà đúc con hay không. Đặt cược đi. Chắc chắn là không. 200 tệ. Bình cược có. Lý Mặc Sầu. Đâu rồi? Nhìn thấy mình không? Mình không thấy các cậu nữa. Đi đâu rồi? Alo, alo. Cô có thể gọi điện cho tôi, nhưng cô không thể chạy đến nhà tôi mà không thèm báo trước. Nếu Mộc Tử về nhìn thấy... Tôi đã gọi điện cho anh rồi, anh không nghe cũng không gọi lại. Tôi cũng nói rồi, nếu lúc đó tôi không gọi lại, thì trong ngày nhất định sẽ gọi lại. Cô vội gì? Nếu không vì con gái, tôi đâu có bám theo anh cả ngày. Lạc lạc cần gì tôi đều cho cả. Mỗi tuần tôi ở với nó một ngày, chưa bao giờ kiếm cớ thoái thác. Cô còn muốn thế nào nữa? Tôi đã làm hết trách nhiệm người cha. Về đi đã. Về đi. Chị Từ. Tôi đã nói với chị nhiều lần. Đây là nhà của tôi và Lạc Thiên. Chị đến đây là không phù hợp. Cô đừng quên. Đây cũng là nhà của Lạc Thiên. Tôi đến để gặp Lạc Thiên. Thôi được rồi, được rồi. Cô về đi đã.
Đến thứ bảy, tôi đưa Lạc Lạc đi chơi rồi ta nói chuyện sau. Nếu con gái thiếu tiền tiêu, chị nói với nó, mỗi tháng dì Mộc Tử cho nó thêm 2.000 tệ. Tôi đến không phải vì tiền. Lạc Lạc nhà tôi cần bao nhiêu, bố nó sẽ cho hết. Thế sao chị phải ầm ĩ lên thế? Vì con gái tôi. Nó lớn rồi, biết yêu rồi. Đêm không về nhà, nó cần sự dạy dỗ của bố nó. Ý chị là gì? Chị thấy thời gian Lạc Thiên dành cho con vẫn ít à? Chúng ta đã thỏa thuận. Thứ bảy hàng tuần, Lạc Thiên sẽ chơi cùng Lạc Lạc cả ngày. Chưa có thứ bảy nào, tôi không cho anh ấy đi. Dù nhà tôi có chuyện lớn thế nào, anh ấy cũng đi. Chị Từ, tôi theo đúng quy tắc. Chị cũng nên thế chứ. Cô theo quy tắc ư? Lúc cô xen vào cuộc hôn nhân của chúng tôi, cô có theo quy tắc không? Chị nghe cho rõ nhé, tôi nói lại lần nữa, chị ghi nhớ lấy. Lúc tôi quen Lạc Thiên, hai người đã ly hôn rồi. Anh ấy độc thân, tôi không chen vào hôn nhân ai cả. Chính chị là người văn hóa thấp, không xứng với Lạc Thiên. Tôi vô văn hóa ư? Cô thì có à? Có văn hóa mà cướp chồng người khác ư? Cô có văn hóa ư? Cô ghen với tôi và Lạc Thiên có con gái lớn, còn cô không thể sinh nổi. Bao năm nay, cô đã đẻ được chưa? Chị đi đi. Tôi gọi bảo vệ đấy. Lần sau chị mà đến nữa. Có văn hóa mà cướp chồng người khác ư?